Malaysia International Airport. Hailing a taxi on our way to Kuala Lumpur, a thriving metropolis of 7.25 million people. Beware of the dishonest taxi driver. Ours did not use a meter, but instead inflated the price for a shortcut to the city. Chúng tôi đón taxi từ phi trường quốc tế Mã Lai để đi về thủ đô Kuala Lumpur, một thủ đô thịnh vượng của hơn 7 triệu dân đang sinh sống. Quý vị hãy để ý đến những người taxi gian trá như hình ảnh của tài xế này mà chúng tôi đem lên đây để quý vị tránh nếu có dịp viếng thăm Mã Lai. Người tài xế đã tính gấp đôi giá thông thường mà sau khi đi trở lại phi trường chúng tôi mới biết được. Finally arrive an hour later and check into our hotel. Khoảng một tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đến khách sạn mà đã được đặt trước ở Mỹ. Mệt xong xuôi, chúng tôi gọi một taxi để thăm viếng Batuke, một đền thờ nổi tiếng của giáo phái Ấn Độ, cách thủ đô Kuala Lumpur độ 8 miles. Và chuyến đi này chúng tôi may mắn gặp một người taxi rất tử tế. After a much-needed rest, we try our luck with another taxi driver and head to Batu Caves, a golden Hindu shrine sitting about 8 miles from Kuala Lumpur. Từ xa đã thấy một bức tượng sơn son thép vàng của ông Thánh Murugan được dựng lên vào năm 2006, đứng sừng sững trước gần 300 bậc thang để bảo vệ hang động. Đây là một bức tượng cao nhất của Ấn Độ giáo ở Mã Lai và cũng là bức tượng cao thứ nhì của thế giới. Steps lead to the cave entrances of the holy temple on the hill, and at the base we are greeted by a colossal golden statue of Lord Murugan, erected in 2006 to guard those 300 steps. This is the tallest statue of a Hindu deity in Malaysia and second tallest in the world. Tôi cũng có cái gậy trong tay để bảo vệ hai chân tôi, chậm rãi từ từ leo bước để cố gắng tiến lên cái hang động linh thiêng của Ấn Độ giáo. Chung quanh tôi những người ngoan đạo đem lễ vật để cúng bái lũ lượt trèo lên, mỗi người một cầu xin trong lòng, nét mặt thành khẩn, mà người ngoài cuộc như tôi chỉ biết tò mò mà nhìn thôi. Cứ thế vừa ngắm họ vừa dùng gậy mà tôi đã đến hang động lúc nào cũng không hay.
cane in hand, we reach the dark caves and, of course, more steps. The temple cave, which has a ceiling over 300 feet high, appears in front of our eyes. Inside, we find several statues and Hindu shrines with eerie shadows cast from the cave lights. Đỉnh hang động cao hơn 300 feet với không biết bao nhiêu tượng ở trên những đỉnh đền khác nhau hiện thành những cái bóng lờ mờ tạo nên bởi những ngọn đèn ở trong động. We stop to observe the Hindu ritual at the temple. Tôi may mắn gặp đúng lúc họ đang tiến hành nghi lễ đặc biệt của giáo phái họ. Here, monkeys find safety but may occasionally be as crooked as an airport taxi driver, snatching sunglasses, handbags, or anything else you carry with you. Take it all in stride, as these welcomed mammals are meaning no harm as they steal coconut water and climb back into the mountain to quench a thirst. Ở đây những con khỉ tìm thấy sự an toàn chung đụng với loài người nên thản nhiên leo trèo phá phách. Nhưng cũng nên để ý đến chúng nó vì nhiều khi cũng có vài con gian manh nhanh taxi giở trò giật bót, giật kính hay giật bất cứ một món gì mà chúng ta đeo trên người. Thật ra chúng nó không có ý định hại ai, chỉ muốn ăn cắp vài quả dừa rồi trèo lên núi để uống cho đỡ khát mà thôi. These cave adventures leave us tired but awestruck as we realize that we walk through the 400 million year old limestone hill named Batu Caves. Khám phá cái hang động này xong, tứ chi cũng đã rời rã. Nhưng khi hiểu ra rằng chúng tôi đã vừa được đi qua một hang động đá vôi với cái tên là động Batu mà truyền thuyết nói rằng đã có từ 400 triệu năm trước đây, thì sự mệt mỏi cũng được đền bù.